Hello, xin chào cô bác anh chị em nha. Chị máy em cảm ơn cô bác anh chị em rất là nhiều quá chị em. Theo dõi kênh chị máy của em thời gian qua cũng như là một máy em hộ bên em ha. Thì hôm nay em quay cho quán chị em tham khảo động cơ Kubota nhỏ quá anh em. Con này quá đẹp luôn. Con này Kubota D662 quá anh em. Con này em về bữa trước lễ quá nha, ngày lô bu quá rồi không có quay. Mà em quay quá cho em xem thấy ok mua ủng hộ nha em ha. Rồi là quá keng luôn. Cực kỳ keng ha. Em quay chi tiết cho cô bác chị em xem cho nó rõ ha. Nó hơi dài dòng chút thì cô bác chị em mà xem cho vui thì thông cảm. Còn cô bác chị em nào mà xem để mua thì rất là hữu ích nha, hữu dụng. Trước khi anh quán chị em mà xem giải trí thì dài dòng quá thì hơi bức rứt, nhưng mà mong anh em quán nhà thông cảm nha. Bên em là chủ yếu là quay thời gian dài và chi tiết nhiều để cho quán chị em mà cần mua để mua cho nó an tâm. Còn cô bé chị em nào mà xem để rút kinh nghiệm thì bỏ qua giùm. Những cái thời gian dài dùm em. Đây. Con này rất là đẹp luôn đó nha, xuất sắc kìa. Đấy. Kỳ luôn. Rất tinh. Đấy. Cái này mới rửa sơ quá em ha. Ở trước nó còn đóng còn chưa sạch mấy cái đen đen này. Máy là đã quá nha, cực kỳ đã luôn. Đề máy nổ cho máy xem nghe tiếng máy nha. Em với em ha. Thì nói chung là động cơ nào gọi là cái sản phẩm nào nó cũng có cái giá trị riêng của nó hết, chứ nó không có như nhau đâu. Khi mà khách hàng của bác chị em mà mua một cái động cơ hoặc là một cái sản phẩm gì đó mà cái giá nó thấp á thì cái chất lượng nó không cao được đó, đó là cái hẳn nhiên này. Thì con máy này em bán là em bao ship tới chỗ chú bán cho em giá 11 triệu bán cho em, còn có bán cho em mà vận chuyển tự vận chuyển thì giá sẽ thấp hơn nha. Máy thì em cam kết nguyên zin, cam kết còn động cơ này là trên 90% bán cho em, xuất sắc nha. Đấy, chú bán cho em nên cân nhắc ha. Mình động cơ thì 8 triệu nó sẽ khác, 9 nó sẽ khác, 10 triệu nó sẽ khác nha, 11 nó sẽ khác. Con này chú ý em bán 11 triệu là em bao ship tới chỗ hết, em vận chuyển tới chỗ cho quán chị em. Còn nếu quán chị em tự vận chuyển thì giá nó rẻ hơn rất nhiều. Rồi, và nếu em cảm ơn rất nhiều, xin chào, hẹn gặp lại quán chị em video tiếp theo nha.